chiêm ngưỡng thanh kiếm của hạm đội Mỹ tại cảng Đà Nẵng. CG-52 có gì đặc biệt mà được mệnh danh là thanh kiếm của hạm đội Mỹ? ưu sĩ số băng cơ hưu CG-52 là tuần dương hạm vừa cập cảng tiên Sa Đà Nẵng sáng 5 tháng 3. Mở đầu cho chuyến thăm mang tính cột mốc của nhóm tàu tác chiến ưu sĩ số Theodore Roosevelt đến Việt Nam, để độc giả có cái nhìn toàn diện hơn về tàu tuần dương này. Nhóm phóng viên đất Việt đã có một số hình ảnh thực tế gửi về. CG-52 trong vịnh Đà Nẵng sáng 5 tháng 3 được tập đoàn đóng tàu Little đặt tại Pascagoula, Mississippi đóng năm 1984, chính thức đi vào hoạt động từ năm 1986. CG-52 được xem là một trong những tuần dương hạm hiện đại bậc nhất thế giới. Tàu có chiều dài 173 m rộng 16,8 m mớn nước 10,2 m lượng choán nước 9.800 tấn, tốc độ 60 km h với hơn 300 thủy thủ đoàn. CG-52 gắn với nhiều con số đặc biệt là một trong 24 tàu thuộc lớp Essex do Hải quân Mỹ chế tạo trong chiến tranh thế giới thứ hai. Là tàu thứ 6 thuộc tuần dương hạm lớp Ticonderoga, tuần dương hạm đông đảo nhất thế giới, từng nằm trong danh sách các tàu, sẽ dừng hoạt động năm 2019. Nhưng sau đó con tàu nhiều dấu ấn đặc biệt này, đã được rút khỏi danh sách và tiếp tục nhiệm vụ của mình. Hệ thống ISIS với chủ lực là radar phòng không sản phẩm Ú Yên trừ 1 và nhiều radar khác trên CG-52. Radar có thể phát hiện mục tiêu bằng một quả bóng gôn ở cự ly 165 km, khoảng 300 km với mục tiêu to cỡ tên lửa đạn đạo. CG-52 trang bị hai pháo 127mm ở mũi và đuôi tàu, có thể tác chiến đối hạm, phòng không, pháo kích bờ biển hỗ trợ cho nhóm đổ bộ tầm bắn hiệu quả nhất trong khoảng 24 km. Đây là tàu đầu tiên trong lớp Ticonderoga được trang bị hệ thống ống phóng thẳng đứng vật lý luật sư MK41, thay thế cho hệ thống phóng giá treo MK26 của những tàu trước, giúp cải thiện tính linh hoạt và hỏa lực của tàu trong các chiến bằng khả năng bắn tên lửa AGM-109 Tomahawk băng rôn đầy tự hào trên CG-52 trưa nay tại cảng tiên sa Đà Nẵng để thanh kiếm của hạm đội Đại sứ Mỹ. Tại Việt Nam Daniel Cretton lên thăm CG-52 khi cập cảng Đà Nẵng. Chuẩn bị cho buổi đón tiếp và họp báo về chuyến thăm. Theo đại sứ, sự hiện diện của nhóm tàu tác chiến Mỹ lần này ở Đà Nẵng diễn ra sau chuyến thăm lịch sử năm 2018 của tàu ưu sĩ số các Vincent CVN70, cũng là thời điểm quan trọng trong mối quan hệ song phương giữa hai nước khi kỷ niệm 25 năm quan hệ ngoại giao. Đuôi tàu là bãi đáp và đủ diện tích chứa hai trực thăng MH60 Seahawk. Nhiệm vụ của các trực thăng này khá đa dạng từ vận tải hàng hóa tầm ngắn, tìm kiếm cứu nạn đến chống ngầm, và triển khai lực lượng đặc nhiệm, CG-52 trang bị 61 ống phóng vật lý luật sư MK-41 ở đầu và đuôi tàu, với khả năng phóng tên lửa hải đối không RIM-7, SM-2, SM-6, tên lửa đánh chặn SM-3, tên lửa chống ngầm du 139 vật lý ASAOC, cờ Việt Nam, và cờ Mỹ tung bay trên tuần dương hạm CG-52, tại cảng Đà Nẵng ngày 5 tháng 3, CG-52 từng là một phần của lực lượng hải quân Mỹ cứu trợ thảm họa sau trận động đất ở Haiti năm 2010, năm 2011, trong khi tuần tra trên vịnh Oman, ưu sĩ số băng cơ hưu cùng với khu trục hạm Mormon, đã ngăn chặn cuộc tấn công của cướp biển vào một tàu chở dầu. Đây là một trong ba tàu chiến của hải quân Mỹ, từng, được đặt tên là băng cơ hưu. Theo trận chiến đổi băng cơ thuộc cuộc chiến tranh cách mạng Mỹ với các ký hiệu đi kèm như 1917, CV-17, CG-52. Trong ảnh, các thủy thủ đoàn của CG52 trên bong tàu khi cập cảng Đà Nẵng sáng nay. Hãy đóng góp ý kiến của bạn ở dưới phần bình luận của video nhé. Trân trọng cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi, xin hãy cho một lượt thích, chia sẻ và đừng quên bấm nút theo dõi kênh Xin chào và hẹn gặp lại.